ở giai đoạn cuối thai kỳ, thế nên mọi động thái của Quang Hải và Chu Thanh Huyền đều được dân tình chú ý. Vì lần đầu làm mẹ nên nàng Wax không tránh khỏi những bỡ ngỡ trong việc chăm sóc con trai trong bụng. Vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 năm 2024, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã tổ chức lễ cưới linh đình với cô dâu Chu Thanh Huyền, chính thức về chung một nhà sau 3 năm yêu nhau. Trong đám cưới, Quang Hải và Chu Thanh Huyền đã thông báo chuyện nàng Wax đang mang bầu con đầu lòng. Cặp đôi sau đó thoải mái thể hiện tình cảm và sự chuẩn bị cho việc đón bé rồng sắp chào đời. Trong một lần chia sẻ trên mạng xã hội, Chu Thanh Huyền lo lắng khi bác sĩ thông báo em bé trong bụng gặp phải tình trạng dây rốn quấn cổ. Bà xã nam cầu thủ thừa nhận lần đầu làm mẹ nên còn nhiều bỡ ngỡ. Chu Thanh Huyền chia sẻ, mình không biết đây có phải mẹo dân gian hay không. Khi mình bầu mấy tháng, có một số chị bảo mình tháo dây đeo cổ, nếu không sau này con sẽ bị dây rốn quấn cổ. Sau đó, mình đi khám thì bác sĩ nói em bé bị dây rốn quấn một vòng vào cổ. Mình và chồng rất lo, tháo dây cổ như mọi người nói thì lần vừa rồi đi khám lại thì em bé không còn bị dây rốn quấn cổ. Cách đây không lâu, Doãn Hải My cũng gây chú ý khi nhắc đến việc con trai mình đang bị dây rốn quấn cổ. Vợ Đoàn Văn Hậu bộc bạch, My sinh thường này, nói không sợ thì sẽ là nói dối. Bạn lúa nhà My tới sát ngày sinh thì tự nhiên có dây rốn quấn cổ mà My vẫn quyết sinh thường. Tới khi lên bàn đẻ thì lo ơi là lo, cứ hơi tí là nhắc chồng quay ra nhìn bảng nhịp tim của bạn lúa xem bạn ở trong có ổn không cho yên tâm. Nếu như con trai Doãn Hải My đã hơn một tháng tuổi thì Chu Thanh Huyền cũng đang bước vào giai đoạn cuối của thai kỳ nên nhận được nhiều sự quan tâm từ đông đảo người hâm mộ. Cũng như nhiều bà mẹ bầu khác, bụng của bà xã Quang Hải dần có những vết dạn. Chu Thanh Huyền chia sẻ, các mẹ ở tháng mấy thì dạn vậy ạ, em Huyền đến giờ là dạn bung lụa cái bụng luôn rồi. Sau khi công bố có con đầu lòng, Chu Thanh Huyền cũng xác nhận 3 tháng đầu thai kỳ mình bị nghén nặng, không chỉ việc ăn uống mà vấn đề tâm lý cũng có đôi chút căng thẳng. Hiện tại, bụng bầu của Thanh Huyền đã khá lớn, áng chừng ngày bé cưng chào đời cũng sắp đến, bởi vậy, nàng Wax càng được chồng chiều chuộng. Vừa qua, Quang Hải cũng đang tất bật cùng vợ Chu Thanh Huyền đi sắm đồ cho con sắp chào đời. Hình ảnh chàng cầu thủ tay xách nách mang được nàng Wax Thanh Huyền chia sẻ lên trang cá nhân. Ông bố bỉm sữa đi sắm đồ cho con trai, Chu Thanh Huyền hạnh phúc viết. Tiền vệ sinh năm 1997 được vợ ghi lại khoảnh khắc đang thanh toán tiền, anh chàng cũng xách hết đồ mua được ra xe. Còn người đẹp sinh năm 2000 lặng lẽ đi sau để chụp lại hình ảnh của chồng. Khi ở nhà, Quang Hải không ngần ngại làm việc nhà. Từ phơi quần áo, dọn nhà, nấu mì, gọt hoa quả đến lấy nước cho vợ, anh chàng đều sẵn sàng. Hay trong một khoảnh khắc, chàng cầu thủ còn sâu kim và may váy cho Chu Thanh Huyền. Nhìn sự tập trung và cẩn thận của Quang Hải, nhiều người không khỏi bất ngờ về độ chịu khó, khéo tay khi chăm vợ bầu. Chu Thanh Huyền và Quang Hải bắt đầu hẹn hò từ năm 2021. Trong suốt thời gian yêu nhau, cặp đôi không công khai mối quan hệ, chỉ đến khi chính thức thành vợ chồng vào đầu năm 2024 mới công bố hành trình yêu đương. Vốn đã kinh doanh từ trước nên khi có chồng là cầu thủ nổi tiếng, Chu Thanh Huyền càng phát triển việc kinh doanh, đặc biệt là mảng livestream chốt đơn. Cô nàng được xem là một trong những nàng Wax chịu khó buôn bán nhất, làm clip và lên sóng đều đặn mỗi ngày dù đã sát ngày sinh bé rồng.